Cuộc đời vẫn đẹp sao? Nghe tin bác bị bắt, bố mẹ Luyến tìm lên bắt vạ. Sau khi hay tin, anh Lưu nhắn về cầu cứu. Luyến đã ngay lập tức báo công an đến triệt phá đường dây. Anh Lưu và Thạch được cứu thoát, và Luyến cũng không ngờ rằng chính thằng em bắt quái mình lại nằm trong hang ổ này và là người đã khiến cho Thạch ra nông nỗi này. Bác đã bị bắt. Và khi vừa nghe tin, bố mẹ của Luyến đã tức tốc tìm lên. Việc đầu tiên là chạy đến chỗ của Luyến để đay nghiến đứa chị gái vô trách nhiệm. Anh Lưu đã rất tinh ranh và lõi đời, nên trước khi quyết định ra đi, anh đã tính đến điều xấu nhất: có thể bọn chúng sẽ thụ tiêu, mãi mãi không thể trở về. Nên trước khi ra đi, anh đã để lại một lời nhắn ghi vào giấy để dưới đầu giường. Khi nhận thấy tình hình nguy hiểm, đặc biệt là Thạch cũng đã chui đầu vào đây, anh Lưu đã tìm cách mượn điện thoại của tên canh cửa gọi điện báo tin về cho Luyến. Luyến đã tinh ý nhanh chóng báo công an đến giải cứu. Và điều khiến Luyến bất ngờ và tức giận nhất đó chính là thằng em quỷ quái của mình là kẻ đã gây ra mọi tội lỗi, lại còn lừa Thạch bán vào đây. Nhìn bạn bị còng tay, công an dẫn đi, kêu gào chị ơi cứu em, mà Luyến vừa đau vừa xót vừa hận. Giờ thì chẳng ai cứu được mày nữa rồi, cha mẹ và đời không dạy được thì chỉ để cho pháp luật trừng trị mà thôi. Luyến gạt nước mắt quay về. Nhưng mới tờ mờ sáng hôm sau, đang ngủ mơ màng thì Luyến đã nghe oang oang ngoài cửa. Luyến, con Luyến đâu, ra đây. Luyến chạy ra thì trước mặt là bố mẹ đã sừng sổ sấn lại. Tại sao mày lại báo công an để bắt em mày? Sao mày ác thế con? Một lần nữa Luyến lại phải mo mặt cúi đầu chuyện nhà mình trước cả bàn dân xóm chợ. Bà Tình, Lưu Điền, Bình Thạch, rồi cả Nhật Bóng, bà Oanh, ông Lễ, tất cả đều chạy ra vây quanh. Mày không nuôi được nó thì thôi, lại còn đẩy em mày vào chỗ chết, mày không xót à? Luyến bực lên, cái loại như nó, cho nó chết cũng không thành người được. Mà cũng là tại phúc của ông bà đấy, cái gì cũng bưng tận mồm, hầu tận răng, giờ nó như thế còn kêu ai? Anh Lưu cũng sừng sổ tiến lại, nhìn thấy mặt anh Lưu, hai ông bà bắt đầu rén. Bớt mồm bớt miệng lại đi, thằng bắt, công an bắt là may rồi, chứ để gặp thằng này còn đánh chết luôn. Nó còn cướp giật cả thiên hạ, đưa cả hai cha con thằng này vào trại để lấy thận đây này. Cả xóm xì xào, rồi hai ông bà kia cũng nhìn nhau đầy sợ sệt. Rồi đàn mẹ Luyến chạy lại. Luyến, nghe bảo con mới được chồng cũ cho tiền, hay là con đưa đây, mẹ đi chuộc em nó về. Luyến dây dứt, xô tay bà ta ra. Đừng hòng, thằng nào làm thì thằng đấy chịu, đừng có gọi con này. Ông bố cũng sừng sổ lao vào đòi đánh, nhưng anh Lưu đã đứng trước mặt tóm lấy cổ. Đây là chỗ nào mà láo, đừng trách thằng này mạnh tay nhé. Luyến ra tay can ngăn xin anh Lưu thả ra, rồi cả xóm chợ cũng chỏ mồm vào đuổi đi. Hai thằng mặt giả kia nhìn thấy vừa hốt hoảng khăn gói cút thẳng. Luyến khóc nức nở thút thít đầy những ấm ức.